Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ thử thách tất cả anh em trong team đá bóng. Thì luật chơi sẽ như này: sẽ có hai người sẽ làm vật chắn ở trên sân. Ví dụ như anh Côn đứng đây, anh Hiếu đứng đây. Và người sút sẽ phải dẫn bóng qua anh Hiếu và qua anh Côn. Qua anh Côn cái là phải sẽ phải sút vào gôn ngay, không được dừng bóng lại nhé các bạn nhé. Đấy, thì mỗi người sẽ có 5 quả sút và người nào sút vào gôn nhiều nhất thì người đấy sẽ giành 1 triệu đồng từ tôi nhá các bạn nhá. Rồi các bạn, cái này là dắt bóng kiểu qua chướng ngại vật xong là sút các bạn ơi. Thì cái này trước tôi thi đại học thể dục thể thao là tôi là nhanh nhất được điểm tuyệt đối này. Thì cái trò này tôi không ăn thì ai ăn? Tôi thì dê dắt đúng là không khác gì Messi thật đấy. Sút thì lại không khác gì Neymar. Sút quả nào chả tin, quả nào chả ăn, vô địch nhá. Các bạn ơi, mấy thằng kia bốc phét kinh quá. Tôi bây giờ không bốc phét như ngọt với cô nữa các bạn ạ. Bây giờ vào thực hành thực tế luôn nha các bạn nhé. Các bạn ơi, cái thử thách đơn giản này thì lẽ ra là không nên cho tôi tham gia ạ. Bởi vì nó quá đơn giản, nó quá sức với tôi. Thì là kèo này không tôi ăn thì ai ăn? Khả năng tôi sẽ điểm tuyệt đối rồi. Các bạn ơi, thì lừa bóng nghệ thuật thì tôi không khác gì Messi các bạn ạ. Nên là cái kèo này thì thật chứ bốn ông kia làm kẻ lót đế xoang cho tôi. Hôm nay tôi ăn chặt nha các bạn nhé. Các bạn ơi, tôi sẽ là người đi đầu bởi vì là tôi sẽ hướng dẫn cho mấy thằng này cách tồi tệ nhất để qua người gọi nhá. Được chưa? Rồi. Tất cả các vị trí camera bắt đầu bật nhá. Tôi chuẩn bị chơi tối ơi. Rồi. Rồi. Bắt đầu. Sút luôn. Ôi sao đơn giản quá các bạn ạ. Tới 1-1 các bạn ơi. Thế này khả năng tôi với Côn thì 5-5 thật. Qua đây sang quả thứ hai nhá. Rồi. Luôn. Ôi. Quả đầu ăn may thôi. Quả thứ hai không vào, sút lệch thế. Thất vọng quá các bạn ơi. Thôi không sao các bạn ơi, như thế là ổn rồi. Tiếp tục vào quả thứ ba nữa. Luôn. Sút luôn nhé, đừng có thêm xem nhịp nữa là chạm bóng rồi. Ok. 3 và 2. Thôi. Mệt quá các bạn. Thôi. Tiếp tục vào sang quả thứ tư của tôi nhá. Đấy, xuống luôn chạm bóng. Ý là lừa qua cô là phải dứt điểm luôn các bạn, không được khống chế lần nữa các bạn. Ý là qua cái chỗ là vạch vị trí này nhá. Thì qua phát là không được chạm bóng nữa. Rồi bắt đầu dứt điểm. Rồi. 4 vào 2. 4 vào 2 chưa. Thế này tôi không có cửa nhân vô địch rồi các bạn. Rồi. Tiếp quả này phải cố gắng này. Được chưa? Luôn. Ôi. Không vào. Các bạn ơi, vậy là băng quạt 5 vào 2. Không có cơ hội rồi các bạn. Không, cái này nó có yêu cầu thời gian đâu. Bác cứ từ từ nó đi qua suốt làm gì, phải nhanh làm gì. Các bạn ơi. Băng quạt thật như cái trình độ 5 vào 2 thì nó nói chung là này các bạn ơi, tôi không phải nói gì thêm nhá. Quả đầu tiên tôi các bạn ơi. Tôi thì đá bóng tôi không biết lừa thôi, nhưng tôi cứ chậm mà chắc các bạn ạ. Quay cô đá là phải xúc ngay. Đá là phải xúc ngay. Ui dồi ôi. Lực nhẹ quá. Ui dồi ôi. Lực nhẹ quá. Xút làm gì có lực. Các bạn ơi, cái trò này là trò mới của tôi. Tôi 15, 25 nay tôi có đá bóng bao giờ đâu. Tôi chỉ đứng tại chỗ xúc rồi còn lừa tôi chịu. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng đánh bại băng hoạt là cái mục tiêu đầu tiên nhá. Quả thứ hai là tôi này. Qua người Phong, qua người. Ui dồi. Ui dồi. Lạch lắm rồi.
các bạn ơi, các bạn đừng cười nhá. Thì tôi chỉ đá thế thôi, vì tôi có vào bóng bao giờ đâu. Nên tôi đánh bóng chuyền thì các bạn là thật, mấy ông này không phải đối thủ. Đá phép đá nó phép thì tôi hạ đá nó phép. Anh hạ ra chưa đối công em không? Em ơi, có clip phong loạn em thua đấy. Có ai ấy Hiếu à? Cái lưới đấy tính gì bác ấy, cái lưới đánh lưới học sinh nhỉ? Ơ quả thứ ba thôi, không bao nhiêu rồi? Em chưa bảo quả nào đâu. Chưa bảo được. Phòng mày không có năng khiếu à? Nó ăn hoa ý thôi. Sút không có tí lực rồi, không có tin. Tôi nghĩ anh Phòng là 5 vào 0 rồi. Thôi, thôi nhờ tôi sẽ cố gắng vào quả danh dự. Bác Ngọt có 5 vào 2 đúng không? Ừ, ít lắm. Thì 2 quả này thì là vào là chắc thì ok. Quả tư này. Không, thế skin là lừa qua người nào. Qua người. Ui, chạm vạch cái gì. Phút. Sao toàn góc đấy nhỉ? Anh cây ngon cho bên này nhá. Thế này mà vớt được thỉnh đội trưởng Phương Côn vẫn cho vào đá tiền đạo đùa, không chưa hiểu chưa. Côn nghĩ gì thật cho vào. Peter Crouch chỉ vào để đánh đầu, đứng ở cửa luôn đánh đầu thôi. Thỉnh thoảng vẫn đi bàn đó. Đó, quả thứ 5 rồi, quả cuối cùng ạ. Tôi cố vào một quả cho đỡ nhục nha các bạn nhá. Món này là không phải món sở trường của tôi rồi nên là nó là điều đương nhiên rồi các bạn ơi. Quả cuối cùng ạ. Vấp vào vấp. Dây đây. Ui dồi. Dây đây. Ui dồi. Đâu? Các bạn ơi, như vậy là 5 và 0, coi như Phòng chưa thi nhá. Rồi, bây giờ đến người tiếp theo các bạn nhá. Em vào mà đứng cánh đây để anh cho. Rồi, để anh coi. Chết tới rồi, chết tới. Đâu cô này không vào nhưng phải đóng hết cỡ. Cho thằng chủ kênh nó sợ. Tâm dịch vào đây, rồi Phòng dịch vào đây. Đó. Rồi các bạn ơi, giờ đến lượt tôi nhá. Đấy, làm gì đấy? Chút luôn. Ui giời. Nó nhẹn thế. Các bạn ơi, quả đúng là còn dọc luôn. Anh còn đại học thể dục thể thao gì đấy? Đại học thể dục thể thao đâu? Đại học thể thao bốc phét. Đại học quả đầu tiên trên còn 4 quả nữa có mờ, phải không các bạn? Anh ấy, anh vừa không qua được, anh ngọt thì thật, anh em cười rồi. Trời, anh muốn làm thế nào cho nó đẹp chứ, để suốt quá bác ngọt để đơn giản. Anh Côn là, coi đây, anh Côn là đại học thể thao dí nhá. Rồi các bạn ơi, thì như tôi bảo, tôi nhiều clip tôi chia sẻ các bạn ấy, đi bóng thì tôi không giỏi nữa. Tôi chỉ có chắc chắn rồi các bạn là rồi, quả thứ hai thôi. Đừng có vấp. Rồi, còn 3 quả lứa vẫn có cơ hội vô địch các bạn ạ. Tôi nghĩ Hiếu là người vô địch rồi các bạn. Hiếu là mạnh nhất team. Chưa. Rồi các bạn ơi, quả thứ 3 là thôi. Ba chục, ba chục. Ba và một các bạn ạ. Ok, quả thứ tư thôi các bạn ạ. Rồi, như vậy là 4 và 1 các bạn nhá. Đá vào chân trái đó, bóng lại đúng chân phải các bạn ạ. Quả thứ 5 này mà không vào thì chắc mà anh Ngọt. Anh Hiếu anh nhất rồi. Thì anh Ngọt chọc qua quả, 2 quả vào đây, qua giữ thêm 1 nhiều. Em mày tí anh đá lại, em không đấy, phải giữ. Quả làm các bạn là nhất luôn nhỉ. Rồi, quả thứ 5. Đâu? Đúng em anh Ngọt. Đúng em à. Côn không có năng khiếu thật, Côn là gì. Các bạn, quan trọng là đá từ sáng mệt rồi các bạn ạ. Mệt quá các bạn là do mệt nhá các bạn nhá. Nếu mà khỏe thì vào nhiều đấy các bạn ạ. Thì giờ đến lượt Hiếu nhá các bạn nhá. Đá rốt thì cứ nhận là rốt đi, đổi rốt thành mệt. Phòng đứng vào trong tí. Vẫn đọc đấy. Vẫn đứng đấy thế này, này còn chỉnh làm gì. Vẫn đọc đấy giờ đây chỉnh góc cho anh nhá. Thật. Chứ ngại vật thì nó chỉ đứng im thôi, nhưng chứ ngại vật thì chỉnh cho khác à. Để đá nó dễ. Các bạn ơi, Côn thì vào 1 à. Ngọt thì vào 2 à. Không vào quả nào à. Tôi nghĩ buồn cười quá, tôi thể hiện cho các bạn xem này. Đúng rồi, chuẩn bị chưa? Em ơi, chạm vào chướng ngại vật là vì lỗi đấy. Nhanh, tốc độ nhanh. Chuẩn tắc.
đấy, đấy, đấy. Đúng góc luôn các bạn này. Cũng giống anh Côn quả đầu, bảo Côn. Đẻn thế, quả đầu tiền đẹp. Các bạn ạ. Các bạn, chúng tôi không phải là vận động viên chuyên nghiệp nên nó cũng hơi khó một chút. Những cái clip khác thì là vận động viên chuyên nghiệp, nhưng riêng với những clip bóng là không phải vận động viên chuyên nghiệp nhé các bạn nhé. Và thứ hai của ý á. Người ai tôi nhá. Chưa bảo quả nào à? Tôi tin nào. Một, hai và một. Thằng thủ môn nó tồn tài thật. Đi đêm anh. Đi. Em ơi, anh tồn tài không? Em tồn tài chung rồi em ơi. Em vẫn không giúp cả chúng thôn. À, một tô cơ hội thắng rồi các bạn ơi. Hai và một có cơ hội cho ba quả sau em có ba quả nào đâu rồi. Quả thứ tư, ba. Quả thứ ba. Đang dàn tôi một quả ăn đi. Không loạt hãng được nữa đâu anh Hiếu ơi. Thế quả đấy không vào, tiếc quá nhỉ các bạn nhỉ. Chết chết chết. 3-1. 3-1 tôi, hai quả cuối cùng vào là có cơ hội thắng nhé các bạn nhé. Quả thứ 3 của tôi các bạn ơi. Giật Hiếu ơi, có cần đem bên không? Trong bên này một tí không? Hiếu dứt điểm nó không có thế thật Hiếu. Anh Hiếu xuống vào góc chết kìa em ạ. Đây không, bên này vẫn rộng tránh ra. Hiếu vào góc kia mà em không lăn được bên đấy. Anh Hiếu 4-1 cho các bạn nhá. Anh Hiếu khoảng 5 vào thì bằng anh Hoạt mà không vào thì bằng anh Côn. Không dễ đâu các bạn ơi, vì bóng là nó đứng im một chỗ sút thì ra đây. Bóng là mình vừa dắt đi, bóng nó di chuyển sút không thể làm chuẩn được các bạn hiểu không? Rồi, quả cuối cùng của tôi. Chính xác các bạn ơi. Giống Messi thế. Messi Ả Rập. Nhưng mà xem mi xem Messi đâu có sút bóng thế đâu. Messi Ả Rập. Ừ, Ả Rập. Tôn đô Ả Rập. Ả Rập câu lạc bộ Al-Ahly rồi các bạn ạ. Thôi. Tôi 5-1 cũng gọi là tạm rồi các bạn, đỡ nhục hơn phòng rồi các bạn nhé. Các bạn ơi, sau 4 người sút thì anh Ngọt vẫn đang dẫn đầu với 5 quả vào 2. Thì bây giờ người sút cuối cùng là Mr. Tâm. Các bạn biết công an Hà Nội không, đội bóng V-League ấy. Hả? Tôi thì đang tuyển trạch viên đang gọi tôi vào đá đội 1 rồi, lên đội 1 luôn, cầu thủ trẻ nhất Việt Nam đá V-League nhá. Quang Hải mới về đấy à? Quang Hải mới về đấy, Quang Hải em nhường thôi. Không, nó xuất cái cầu tâm đấy. Các bạn ơi, quả đầu tiên tôi sẽ giữ bóng trên cổ và luồn qua hai hất xuống sút. Bắt đầu nhá. À. Chân trái lầy lầy ao hề ao hề sút căng phết được đấy, Tâm là có tố chất đấy các bạn này, nên là tiếc thế vào đầu. Một không vào các bạn ạ. Tôi nghĩ vào hai như bác Ngọt là cũng nhiều rồi, không thà nào mà vào được ba đâu các bạn. Quả thứ hai của tôi nhá, anh cô này em vào 5-4 quả còn lại nhá. Rồi skin qua người skin tốt. Ai. 2-1. Tôi sẽ chứng minh câu nói của anh Côn là hoàn toàn sai nhá. Không, vừa nãy mà em cứ đi chậm bóng để nó ra thì ngay cho dân được phòng nó dứt điểm luôn nó ăn. Quả thứ 3. Quả thứ 3 nhá. 2-1. Không phải vội. Tối ơi. Ui. Chút không tin gôn mà. Ăn may vào một quả. Chỉnh ra góc rồi. 3-1. Quả thứ 4 của Tâm. Nếu tôi phải đá penalty với anh Ngọt. Rồi tiếp theo quả thứ 4 nhá. Em ạ, dùng hai que cầu thủ, dùng hai que cầu thủ, dùng que. Tốt. 4-2. 4-2 nhá. Các bạn ơi, người duy nhất có cơ hội chiến thắng bác Ngọt là em Tâm nhá. Vì em Tâm 4 quả đã vào 2 rồi, giờ sẽ là quả cuối cùng của em Tâm. Nếu mà em Tâm vào, sẽ em Tâm sẽ là nhà vô địch. Quả thứ 2 tôi sẽ đi bóng chỗ Ronaldo. Ronaldo Messi nhá. Ờ. Ồ, xoáy. Đấy, được đấy thôi. Xoáy, xoáy. Cười. Tốt. 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 Tốt quả rất là đẹp luôn các bạn ạ. Các bạn biết cầu thủ Ronaldo Messi không? Vừa sang Việt Nam thi đấu mà. Tôi đấy. Nhất Việt Nam nhá. Vô địch rồi. Đến tới à? Các bạn ơi, thì sau
5 lượt sút thì là phòng 0 này, anh Hiếu anh Côn 1 này, anh Ngọt 2 này, và Tâm sút vào 3. Quá là sút Tâm vô địch. Tâm sút chân trái quả vừa đấy tôi bắt vào tay, đau cổ tay phết các bạn ạ. Lực khỏe và phết. Vậy là sau 5 lượt sút thì Tâm là người chiến thắng nhá các bạn nhá. Thì Tâm sẽ đạt 1 triệu đồng từ tôi. Tí tôi sẽ tinh tinh cho Tâm sau. Này có tiền đánh tài xỉu với các bạn này. Rồi thì các bạn thấy video của tôi hay thì cho tôi một like, một chia sẻ, một đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.